Hello, xin mến chào tất cả anh em. Hôm nay tiếp tục bên em lại bóc hộp cục đẩy 4 kênh đến từ thương hiệu lớn Acoustic Moren 8004S. Và sản phẩm này hôm nay có gửi đến cho anh Lê Văn Hùng, anh ở phường Hải Linh, Nghi Sơn, Thanh Hóa em nhé. Cục đẩy lớn 8004 hiện tại bên em đang bán với giá là 7.800.000 đồng. Và bác khách này, bác cũng đã cọc cho bên em là 500.000 đồng rồi. Tất cả sản phẩm thì khi em mua tất cả đều là hàng mới, hai lớp hộp, ok chưa ạ? Hàng hai lớp hộp luôn, như này thì chúng ta rất là yên tâm này. Đó, vừa em có bóc ra và em đặt lên đây để test cho anh em cùng nghe và cảm nhận chất âm cục đẩy này. Một mẫu đẩy rất là đẹp. Công suất của cục đẩy cho ra là 800W một kênh ở chế độ 8 ohm. Cục đẩy này về nếu mà anh em chơi một kênh, chúng ta chơi một cặp bát 30 đánh rất thoải mái anh em nhé, bình thường. Và chạy 64 sò LJV kép. Hàng chính hãng thì sẽ được bảo hành lên tới là 1 năm cho tất cả các bác. Hàng quá là ok đúng không ạ? Rất là đẹp. Thì bây giờ sẽ quay sang mặt đằng sau để cho anh em cùng xem mặt đằng sau cục đẩy này. Ở đây có 4 đường input, ok chưa ạ? Đằng sau nó sẽ có 4 đường input 1, 2, 3, 4 này. Ngoài ra nó có 4 cổng linh 1, 2, 3, 4 này. Các chế độ gạt panel sorte ở đây đầy đủ luôn. Ở đây em đang để vị trí giữa là sorte này. Bên kênh 1 này cũng vậy, để sorte hết anh em nhé. Độ nhạy đầu vào thì em cũng để 1,0V, bên này cũng vậy. Đầu ra thì về chúng ta chơi gia đình thì tốt nhất là anh em nên sử dụng bằng cầu xoắn này cho chắc. Chúng ta sẽ luồn dây loa vào và chúng ta sẽ xoắn chặt vào thì nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Ok chưa ạ? Đó, và bây giờ thì sẽ em sẽ cắm nhạc vào và sẽ test cục đẩy này. Sẽ test từng kênh một em nhé. Và nhạc thì em sẽ lấy từ máy tính và cắm thẳng vào cục đẩy thôi, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Đây. Hàng này thì chơi gia đình này quá tuyệt vời luôn. Đẹp đúng không ạ? Và sản phẩm đẩy 804 thì nó sử dụng dây nguồn 3 chấu. Ok chưa? Em sẽ tắt đi bật lại này. Rất là đẹp đúng không ạ? Chiếc AB nhá, vặn rất là nhẹ. Và vặn rất là nhẹ. Bây giờ sẽ lấy một cái bản nhạc từ máy tính đây. Vừa rồi thì cắm thẳng vào đẩy đúng không ạ? Không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Từng kênh 1 này, kênh 1 này, ok chưa? Kênh 2 này, ok chưa? Cả hai kênh này. Một kênh sẽ chơi ra một cặp loa bát 30. Một kênh sẽ chơi ra một cặp loa bát 30. Ok chưa? Đây là kênh 2 này, sẽ chơi ra cặp bên này em nhé. Và kênh 1 đây, sẽ chơi sang vế bên tay trái màn hình em. Một mẫu đẩy quá đẹp. Căng đúng không ạ? Sản phẩm mới thì đều có tem bảo hành chống hàng giả cho tất cả các bác. Và anh em thì quét mã là check bảo hành điện tử.
Bây giờ sẽ test sang hai kênh còn lại, 3 và kênh 4. Đây test lại khá là nhanh. Test trực tiếp như thế này thì chúng ta mới nghe được chất âm chuẩn cục đẩy đúng không ạ? Không có quá, không có qua vang hay lọc xì lâng tiếng gì hết. À, kênh 3 này. Đấy, kênh 3 sẽ chơi về bên này em nhé. Và kênh 4 đây. 4 đây, ok chưa ạ? Cả hai kênh này. Bát đập rất là chắc. Rất là chắc, rất là gọn đúng không ạ? Và anh em đã kết hợp với vang thì nghe nó rất là tuyệt vời. Một mẫu đẩy chính hãng đang có giá rất là tốt cho tất cả anh em, 7.800.000 đồng chưa gồm phí ship. Bác nào quan tâm đến mẫu đẩy này thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Và ngay bây giờ thì em sẽ đóng hàng vào và gửi đi cho anh ngay trong hôm nay. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm.